con nít mà mình hát nó cao thì mình chỉ mặc gì thầy. Thấy cái cao con nít hả? Thứ nhất á, là không cho nó uống coca nữa, nó sẽ cao. Vì thế các con nít á, uống coca nhiều á, nó bị kích động nhiều lắm. Rồi, thứ hai nữa đó, mua ở ngoài chợ kim châm nấu mèo đó, để nấu canh đó, với lại xào miến đó. Kim châm mua một gói 1 đồng, nấu kim châm ra nước, lấy nước cho nó uống. Một gói uống hết 1 ngày, áp huyết xuống liền tức khắc, và tự nhiên người nó mát liền và không chảy máu cam. Vì thế cái kim châm này uống 1 lần là có thể 1 năm nó mới chảy máu cam 1 lần. Rồi á, nếu chảy nữa uống thêm 1 lần nữa nó hết chảy. Vì thế kim châm là áp huyết. Vì thế vô tình người áp huyết thấp mà ăn kim châm vô là kim châm. Nhưng mà cao nữa đó là phải sổ tất cả độc trong gan trong bao tử ra bằng senalaxatin. Hiểu không? Và phải kéo gối. Kéo gối bao giờ mà cái khí ở trong này này bụng nó to quá. Bây giờ giả sử áp huyết cao là tại sao? Khi mình nhìn một người thở mà bụng nó to ra là áp huyết cao hay thấp? Bụng to cao. Muốn cho thấp làm sao? Thì bây giờ ví dụ này, cái bụng này là lốp xe hơi, cái miệng mình là cái van. Nếu sáng mình bơm lốp xe là 2 PSI, nhưng mà để không mà để ngoài nắng thì tăng nhiệt lên thì PSI nó nở ra, khí nở ra, nó thành ra là 2 PSI, nó sẽ bể lốp xe. Vậy muốn tránh bể làm sao? Ra xì cái van, xì xì thì khí trong nó còn không? Vậy thì bây giờ này, cái này là lốp, cái này là van, van xì thì lốp xe, van lốp xe hết bình, hết áp huyết, hết. Thế thì mình lại ngược lại, mình cái tu đạo Phật mình có tánh tham, cái tham này là tham vi tế này. Miệng thì thổi, mà bụng thì phình. Thấy khôn không? Cái này là gạt người ta. Miệng có thổi, mà giữ hơi lại, không chịu xì ra. Thế gọi là tham. Vì thế, cái môn đạo Phật á, phải thứ nhất á, đạo Phật thì nó là buông xả gì? Đối với khi công á, xả trước buông sau. Xong buông người ra. Cho mềm lại, xả buông thì áp huyết xuống. Còn xả mà không buông thì áp huyết vẫn cao. Tức là cho tiền người ta mà tư ngừng được, muốn cho mình giữ lại thì đâu có cho được. Còn bữa đọc Phật thì mình thở ra là bụng mình sạc chứ. Nhưng mà có ai chịu sạc đâu. Nên ông thử thở, có ai chịu sạc không? Này thở này. Ủa không có sạc đâu. Tức là mình đã có ý tham ở trong ngay từ ốc rồi. Mình phải chú ý vào. Van xì lốp xì. Xong. Còn này, van xì lốp xì. Van xì lốp xì. Xong thời áp lực cao quá. Cái bụng to này phải cao rồi. Bụng sẹp thì nó mới thấp chứ. Thành ai cũng bị tham như vậy. Thầy nếu mà ăn thấp thì làm sao cho nó cao thầy? À, ăn thở và uống coca. Bị áp huyết thấp là gì? Là thiếu máu, thiếu đường. Tại sao không ăn thở? Vậy à? Như vậy hỏi là, thầy ơi, có đi châm cứu được không? Thì hỏi là này, châm cứu mà được á, thì hỏi ông thầy châm cứu, có huyệt nào mà châm có no không? Châm có huyệt nào no rồi, thì không có huyệt nào mà châm mà đường có lên được. Thiếu được ăn đường chứ. Không thể nào mà châm mà tự nhiên thở nó vô người được. Tự nhiên thở chứ. Thành ra nhiều người bệnh mà không châm cứu là sai rồi. Châm cứu không giải quyết được cái nhu cầu của mình. Thiếu máu châm cứu có ra máu không? Không ăn đến gì ra máu. Thiếu máu thì thiếu đường châm cứu ra đường không? Thế thì thiếu đường là tại sao? Thiếu đường là đau nhức. Đau nhức châm cứu giảm đau nhức nhưng mà có giải quyết được đường không? Thì vẫn còn đau nhức chứ. Như vậy phải ăn phở vô uống đường vô hết đau nhức. Vì thế mình hay sai lầm. Cứ đi tin tưởng châm cứu. Thành ung thư cũng châm cứu. Ung thư có bổ máu không? Ung thư có bổ đường không? Mà ung thư cần gì? Cần phở và coca. Ung thư mà bổ hiệu quả ra coca không? Ung thư bổ hiệu quả ra phở không? Không châm chữa ung thư. Thế gọi là trực chỉ minh tâm tiến tới thành Phật. Tức là mình thiếu cái gì bổ ngay cái đó. Hỏi thầy không ăn đường mà ăn mật ong được không? Mật ong không phải là đường. Thế thầy, anh kẹo đâu? Kẹo không phải là đường. Phải đường là gì? Đường là thứ mà pha cà phê được. Vậy kẹo pha cà phê được không? Không. Mật ong pha cà phê được không? Không. Trái cây ngoại pha cà phê được không? Không. Đừng quá học được. Không. Không học đâu có cho được cà phê được. Cái gói bây giờ cho uống là... Không, cái là giả thôi. Tức là giả cho có vị ngọt thôi. Nhưng mà không tăng đường. Mà không tăng đường mới chết, mình cần tăng đường mà. Và mình cần cho nhiệt lượng mà. Vậy đường nào mà uống mà tự nhiên tay đang lạnh thành nóng lên, đầu tay tê như kim châm á, là uống cái hết tê liền, đó là đường. Còn gì thắc mắc không? Dạ,
Kim Tự Tháp mua đâu thầy? Tự Thúc Bắc. Sai nào lắp sợi tiếp thì mua Tự Thúc Tây.